Chào mọi người đang coi nha. Hôm nay em có ít quế này. Em có ít quế em bán này. Chào bốn bác đang coi nha. Mọi người coi em ăn quế, ai thích cái đơn nào thì chốt giùm em nhé. Chốt ủng hộ giùm em nhé. Hàng rất là nhiều là mọi người. Đây này. Em bốc cho cái bạn này cái ít hàng xỉ cái đã rồi em bán. Ai có nhu cầu mua sỉ thì alo cho em nha. Chào 5 người đang coi nha. Em bán đơn quế nữa nha các bác. Đây là một dĩa quế nữa này. Rồi, bốc xong hàng xỉ cho bạn này rồi đó. Giờ là đến ngân hàng em bán lẻ. Chào 60 đang coi nha. Cái đống như thế này là em bán 200k này. Cái đống hàng giống như thế này là em bán 200k này. Ai chốt được thì chốt giùm em này. Cái hàng giống to như thế này là em bán 200k này. Hàng giống lên từ hạt giống nha. Hàng lên từ hạt giống mà hàng xếp rất là đẹp luôn này. Đó. Chết rồi, thằng nhỏ nó để chế độ ấy rồi, để chế độ tiết kiệm pin rồi. Nó hơi mờ. Đây cái đống như thế này là bán 200k cuối tháng 8 nha. Cái hàng lên từ hạt giống nó kê nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Em bán cái đống là hàng lên từ hạt giống này là 200k này. Đây là hàng lên từ hạt giống nha mọi người. Lên cây rất là xinh luôn này. Đó. Cây hàng lên từ hạt giống những cây lên rất là đẹp. Là người ta gặp trên rừng là người ta lấy luôn nha. Hàng lên từ hạt giống những cây rất là đẹp luôn này. Một đơn như thế này đến là 20 cây đến 25 cây. Có khi đơn đến 30 cây nha. Đó em bán 200k một đơn. Ai chốt đơn, được đơn nào thì chốt giùm em nha. Đây là hàng lên từ hạt giống nha mọi người ạ. Đó. Cây nào cũng đấy, cây đấy rất là xếp luôn này. Đó. Rất là xếp luôn nhá. Hàng lên từ hạt giống một đơn như thế này là em bán 200k này mọi người, rất là đẹp luôn này. Đó.
Đây, quay sát cho mọi người coi cái hàng lên từ hạt giống cây rất là xinh. Cho nên nó gọi là hàng hàng giống. Một đôi như thế này bán 200k. Đó. Cây nhỏ nhưng mà rất là xinh nhá. Đây một đơn thân em bán 200k này. Đấy, cái đơn hàng lên từ hạt giống này à. 25 đến 30 cây là 200k này, hàng rất là xinh này. Ai chốt được thì chốt giùm em nha. Đó. Rất là xinh nha mọi người, ai chốt được thì chốt giùm em. Chốt đơn 200k này mọi người. Đó. Ngồi mọi người bấm theo dõi trên trang cá nhân giùm em nha. Để khi nào em bán hàng là face của mọi người cũng hiện lên. Tiện theo dõi nha các bác. Đây, đơn như thế bán 200k này. Đi ngủ đi Liên Phạm. Đây, hàng về rất là ít nha. Đây chỉ còn đống quế như thế này nữa là hết nha. Đây là một cái dề quế này. Mọi người vô theo dõi giùm em nha. Và kết bạn trên trang cá nhân giùm em nha. Đây, năm ngoái của nó rất là nhiều bông đẹp đây. Đây là một cái dề luôn. Đó, rất là xinh. Ai chốt được cái dề này thì chốt giùm em nha. Dề rất là đẹp nha các bác. Đó, hoa của nó năm ngoái nở đây, rất là nhiều vòi bông nha. Đó, 6-7 vòi bông như này này. Chuyên đặng. Chuyên đặng ở cái đống to lắm luôn đấy. Này, hàng xếp như thế này rất là xinh mà có 150k. Thôi cho thêm 3 cái nữa lấy 200k đi. Đó. 200k rất là nhiều luôn này, chuyên đặng ơi. Hàng lên từ hạt giống rất là đẹp luôn. 200k thôi. Hai mươi mấy cây nha, gần 30 cây này như thế này này. Có 200k chốt rồi thì chốt cho mình nha. Chứ 150k nó rẻ quá trời luôn nha. Nó rẻ mà không đủ vốn luôn á. Đấy, hàng lên từ hạt giống rất là đẹp luôn này. Xếp rụt hết nha các bác. Hàng nhỏ như thế này đã có bông rồi này. Hàng rất là nhỏ đã có bông rồi này. Tưởng vào chốt đơn chứ. Hai trăm k nha. Ai chốt được thì chốt giùm em nha. Cái đơn như thế này 200k mà cái đơn to như thế này cũng 200k này. Nói chung là cái hàng này nó xếp rụt hết này. Liên Phạm ơi vào coi đừng có chia sẻ nha. Chia sẻ là chị buồn lắm. Hôm bữa chị kêu là cái anh bạn kia kêu là nếu mà chia sẻ nhiều nó treo ấy. Chị chẳng biết nó treo mấy nó ấy hạn chế chia sẻ. Đơn như thế này là 200k này. Ai chốt được thì chốt giùm em này. Đó, hàng rất là đẹp luôn này. Ừ, hàng đẹp mà nó xếp rụt nhưng mà nó là hàng lên từ hạt giống cho nên nó hơi nhỏ cây. Nhưng mà cái hàng này về dễ chăm sóc này. Mọi người bấm theo dõi trên trang cá nhân giùm em với nha. Đó, cái đơn 200k còn cái dề đây này. Cái dề đấy rất là nhiều mầm này. Đó, 6 7 mầm như thế này nha. Đẹp mà. Mà cái đống to như thế này em đang muốn bán nha. Ai chốt được giá là em cũng bán luôn này. Đó. Vừa hàng dề này, vừa hàng mẹ con này. Ngày nay không ngủ được. Đang ngủ. Người ta cứ vô người ta kêu làm không ngủ được đâu hết cả đầu. Lè thấy Ngọc Kenry nổi lên nè. Không bán hàng hay sao mà còn vào đi xem nữa trời. Bốn người trên đây là bốn người theo dõi thì thấy ba người là bạn của mình rồi nè. Sao? Bốn người đang theo dõi thì thấy ba người bán hàng là bạn của mình rồi này.
Có tối không? Có tối không Liên Phạm ơi, có tối không vậy? Có tối lắm không? Chứ chị thấy thằng cu nhà chị là bấm cái hạn chế tiết kiệm á, nó bấm tiết kiệm pin á, cho nên nó thấy hơi tối tối nè. Em nhìn có thấy tối lắm không? Đi ra. Thôi cái gì đây hả? Cái gì đây, là một mẹ là rất là nhiều con. Cái gì đây, một mẹ rất là nhiều con, để chị xem bao nhiêu. Đây. Về đây này. Một mẹ nhưng mà rất là nhiều con, 1 2 3 4. Đếm lại đi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 con. Đây này, mà cái đùm giờ đùm quả của nó nặng mất quá trời này. Một cái thân của nó bị gãy cái đầu này mà nó lên rất là nhiều con luôn này. Cái vòi bông rất là dài này. Ngày nay đi ăn uống nhiều quá không bán nổi. Ăn uống đâu mà nhiều vậy, không rủ chị đi với vậy. Đây, cái gì đây là em bán 500k này. Rất là nhiều con luôn nha. Mà cái vòi bông của nó cực kỳ là dài này. Đó. Bán mở hàng cho ai chốt được thì chốt này. Đi. Đi ăn uống ở đâu mà không rủ chị đi với vậy? Cái đơn đây là 200k nha. Cái đơn đây là hai mươi mấy cây này. Hàng hàng lên từ hạt giống là 200k này. Ai chốt được thì chốt giùm em này. Đó. Cái đơn đây to như thế này cũng 200k. Cũng hàng lên từ hạt giống này. Đó, ai chốt được thì chốt giùm em nha. Còn 1 kg của nó là 400k. Cân 1 kg là 400k nha mọi người. Đây, đơn này 200k này. Đơn nhiều như thế này cũng 200k này. Hàng rất là xếp này, xếp rụt rịt luôn này. Đó. Nhỏ như thế này nhưng mà nó đã có bông rồi này. Đó, đây là những cái vòi bông của nó. Đó. Ai? Đi uống với công ty anh chồng ai chị? Sướng thế. Chị chẳng được đi ăn uống đâu đây. Đây này, rất là xếp luôn này. Đó. À, chốt được thì chốt giùm em cái đơn đây. Chốt 200k đấy. Xếp rụt đẹp á. Đây là xếp rụt đẹp này. Nhưng mà là hàng đây là lên từ hạt giống cho nên là nó rất là nhỏ. Một đơn như thế này là khoảng cỡ 25 30 cây á. Có phải bông hết rồi này. Mọi người bấm theo dõi trên trang cá nhân giùm em nha. Để khi em bán hàng có cái đơn nào đẹp là mọi người ai ưng luôn nào là chốt đơn đấy giùm em nha. Hồi sáng chị bán ít lắm. Chị sao mấy ngày nay con nó cứ buồn ngủ hết nha. Sao mấy ngày nay nó buồn ngủ quá à? Chưa chẳng ngủ được. Đang ngủ thì người ta cứ vô người ta bán hàng chẳng ngủ được. Cho nên lúc nào nó cũng buồn ngủ hết á. Bán cái phê này sao ít người coi vậy ta?
Hàng bữa nay mua được ít lắm Phương ơi. Hàng bữa nay mua được cực kỳ là ít luôn, cho nên là bán cũng ít. Ôi à. Chắc còn chục ký quế nữa thôi. Không đến chục ký đâu, mai nhập cái nô kia đã 6-7 ký rồi. Cái phê này sao ít người vậy ta? Thế toàn người quen không nè? Hồi chưa không ngủ mà giờ nó cứ buồn ngủ. Ngủ buổi sáng cũng không bằng ngủ buổi tối được. Cơ hội chưa chị làm một lúc người ta lại vô bán, một lúc người ta mua vô bán ba lần như thế chị đau đầu luôn mà. Mới đi uống thuốc xong á. Buổi sáng không ăn thua đâu, buổi sáng ngày tiếng xe chạy ồn với cả làm việc nhiều mình không ngủ được luôn á. Buổi tối mà hôm nào khỏe là bán hàng ham lắm, bán đến khuya luôn á. Bữa nay về hàng quế đây ít này. Một bữa nay sao nó về toàn quê giống á. Hay khỏi bán sao kìa, mà bán lúc nào nó cũng ngáp ngủ thế này. Đơn này 200k này, có một cái đơn mà bán mãi. Đơn này 200k này. Cái đơn này là 200k một đống như thế này này anh Minh ơi. Đây hàng cây to đây. Hàng cây to đây. À, chốt hết cái đơn này thì chốt giùm em hàng cây to á. Cả hàng cái to cả hàng dề này. Đó, ai chốt hết thì chốt giùm em cái đơn đây nha. Hàng dề luôn này. Sao nó cũng buồn ngủ không biết. Đơn này anh có chốt được không nè? Em không có 30 cây đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. 11 cây như thế là anh có chốt được thì chốt giùm em này. Mới đây là 11 cây này. Anh có chốt được 11 cây thì cây to bán sao. Cái hàng đây là em bán 500 một ký này. Em không có 30 cây, có mấy cây đây à. Có muốn chốt được thì chốt, không chốt được thì em tắt like đi, em buồn ngủ quá. Mọi người bấm các bạn theo dõi Facebook giùm em nha. Mọi người bấm các bạn theo dõi Facebook giùm em nha, để khi nào em bán thì làm nó hiện lên cho mọi người nha. Sao uống biết nước mà vẫn không biết buồn ngủ trời. Một cây đây em phải cân lên em mới biết được. 11 cây đây.
11 cân đây, phải cân em chút, đợi em chút nha. Ây, sao bưng ngủ dữ trời. Uống phải cái gì nó buồn ngủ thế nhỉ? Đơn của em sao? Bạn ấy đang kiện mình này. Cái 11 cây đây là em bán giá với 1 triệu 2 này anh. 11 cây đây em bán giá 1 triệu 2 này. Anh Minh Đáng ơi. 11 cây đây bán giá với 1 triệu 2 này. Cái đơn 200k hàng giống kia. Mười một cây đây bán giá với 1,2 triệu chốt được thì ok chị em nha. Sao nó buồn ngủ vậy trời? Mười một cây đây bán giá 1,2 triệu này, được thì ok chị em. Dù đây là vòi bông rất là dài luôn đó. Cây thì ấy thôi nhưng mà vòi bông cực kỳ dã man luôn á. Được thì ok chị em, để em lên đơn cuối 200 cho bạn đây. Có 11 cây đây 1 triệu 2. Được thì ok chị em, còn đây là đơn 200k này. Đơn này là 200k này. Anh Lạc Trung có chốt rồi thì chốt giùm em nha. Đúng là 200k, có chốt được thì chốt giùm em nha. Đúng đây 200k này, đúng đây cũng 200k này. Có chốt được, đúng nào được thì chốt giùm em. Còn 11 cây kia là giá 1 triệu 2 cả hàng dề nữa nha. Thôi để em đi ấy một chút đây đã. Mọi người bà buồn ngủ quá, sao mà buồn ngủ miết, cũng biết thế này. Uống cái thuốc kia vào sao nó buồn ngủ thế biết, nó cứ ngâm hết này, ngáp chảy hết cả nước mắt nước mũi. Cái đồng đấy là 200 này. Mọi người bấm theo dõi trên trang cá nhân giùm em đi, tại vì nhà em là nhiều khi có nhiều cái loại hàng thanh lý nha. Bấm trên theo dõi trên trang cá nhân giùm em á nha, để em xuống like một chút.